Rồi, xin chào tất cả bà con. Tiếp tục là chia sẻ diệt diệt mầm cỏ cho bà con. Thì xung quanh đây người ta mới có chặt rồi, rất sơn xạ sáng đó bà con. Thì clip trước có chia sẻ đó, thì bên xạ rồi, bây giờ xịt diệt mầm luôn, là không đêm, mới mấy tiếng đồng hồ đó, xạ buổi trưa chiều nay xịt luôn. Thì trên đó sẽ lặn xuống, bên đây thì mới mới xạ xịt diệt mầm nè bà con. Đây là diệt mầm nước, ta chặt rồi ta để nước lỉ lỉ, ta chặt ta diệt mầm rồi, ngày mơ ta mới xạ đó. Thì cũng diệt mầm bằng các loại thuốc diệt mầm, thì có một số bà con nói diệt mầm bằng sâu phít này nè, có một số bà con nói diệt mầm bằng sâu phít này nó bị chết dũng, nó không phải chết dũng đâu con, tại mấy cái giống lúa hộp dài như đại thơm UE18 đồ, 51 51 đồ á, là nó ngập nước là 2 đêm 3 đêm là nó ưa thối lắm, nó dở nước lắm. Với hoặc là bà con có bằng chủng ốc ăn bà con không biết, bà con lúa thừa thuốc cho thất sơn nhiều núi xịt đây là 2 3 năm rồi, kể cả vụ thu đông luôn, có khi thịt mưa mầm luôn mà chẳng lên bình thường rồi bà con đó. Rồi bà con mình nên cái đó thì chắc bà con mình có trộn giống, còn của thất sơn trộn giống lên xịt sốt huyết nữa thì thấy nó lên rất tốt. Trộn giống bằng cách xử lý như gu xe gu chô rồi đó, các thuốc cái gì xử lý giống á, bà con xịt vô nữa thì thấy nó lên rất là tốt luôn, kết hợp. Thì đây thằng sốt huyết này thì thất sơn cũng xịt mấy vụ rồi, thấy nó không có quản lý, nó không có đặc trị luốc cỏ nè bà con. Rồi bà con để ý cái chai thuốc cỏ nè, nó chỗ này là cái chai sulfate huyết á, thường thường chai sulfate chính hãng là chỗ này nó có để chữ mở, và con cào nha, con cào chốc lên đây chết bà, con đi cào lớp nhẹ cho bà con mình xem đây nó, thì ở trong nó có để hướng dẫn hai mặt. À, ướt nước rồi. Đây, cái mặt này á, thì nó để nè, mặt trong miếng nó để công dụng nè, trừ các loại cỏ đưa phụng, lòng vực, gạo, chát, lát, mát bao, xà bông và lúa cỏ hại gieo thẳng hàng xạ và lúa cấy này nữa, thấy không? Trong đây nó để cái biểu tượng chính hãng nè đó. Rồi trong đây nó để nè, cách bà con mình xịt nè, lúa cấy nè, các loại cỏ là 100cc bình 25 lít, còn lúa cỏ là 71ml mình 25 lít. Nhưng mà thật sự là cái sulfate này nó không có trị được lúa cỏ, lúa cỏ rất mạnh. Bà con nào không tin thế, bà con hết cái bông lúa cỏ thì bà con ngâm đi, rồi bà con trộn miếng sulfate, trộn thuốc động đặc luôn, cho bà con trộn thuốc động đặc luôn, rồi bà con ủ đi, nó vẫn lên mỏng bình thường. Ở đây là thất sơn xịt nè, ở cánh đồng nhân giáo với thất sơn xịt rồi phải không, là 3 4 đêm mà nó vẫn lên, có người là xịt cử 2 luôn thì nó vẫn lên, nó dưới chọt lên đi gan là cái ngó sen này nó sâu một khúc vậy nè, mà nó vẫn chọt lên đi gan ngó sen đó, còn cái lớp trên mặt thì nó vẫn lên bình thường, nó không có trị được luôn. Cắt lúa diệt mầm là chưa có thuốc nào là trị được cỏ hai tầng lúa hai tầng nha con, chỉ là bà con mình cắt hoặc là cắt thu hoạch rồi đó bơm dịch ăn hoặc là nhử gió lên thì diệt thôi, chứ không có đường nào mà xịt thuốc, chưa có thuốc nào là trị hết đó. Thì chia sẻ cho bà con để bà con biết, bà con nó trị thuốc cỏ nó để thì cho để, cũng như để vui vậy thôi, chứ có diệt mẹ gì, xịt ta thấy vẫn lên bình thường luôn. Nó chia sẻ cho bà con ở đây thất sơn xịt tắc kép mà không bệnh 100cc. Rồi chia sẻ cho bà con.